Đây là cái video tiếp theo sau cái video mở hộp B760M Aorus Elite X-AX. Hôm nay mình sẽ các bạn sensor paneling là cái gì. Đó là những cái công nghệ chỉ xuất hiện trên cái con men màu trắng. Đây dòng B760 Aorus Elite X-AX và Z790 Aorus Pro X. Vậy nó là cái gì? Thực chất các bạn nghĩ đơn giản thôi. Đó là một cái cổng HDMI nằm ở trên đây. Nó gần gần cái cổng USB 2.0 nè. Nói chung là nó nằm ở mặt này chứ không phải mặt này. Nghĩa là khi các bạn dùng những chiếc màn hình rời mua bên ngoài, có thể là mua trên Shopee, Taobao hay Amazon gì đó, nghĩa là chúng ta cũng cần kết nối HDMI thì bạn cắm vào đây. Chúng ta sẽ không cần phải luồn dây mà đút ra ngoài cái thùng màn hình gắm ra đằng sau nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể xuất trên đây để khi bạn đang gắn một con VGA. Nhớ nha. Sensor paneling là một cái cổng HDMI xuất hiện ở đây nè để các bạn gắn cái màn hình phụ để ghi thông số, thể hiện những cái thứ riêng biệt trên cái màn hình đó. Đấy, đó chính là sensor paneling. Cách gọi là mình giải thích các bạn đơn giản nhất về sensor paneling. Rồi, các bạn thắc mắc gì thì comment bên dưới nha các bạn, để mình giải đáp cho các bạn luôn.